mừng hụt vì ngỡ sắp được xem Diên Hy công nhật 2. Sáng ngày 11 tháng 9, cư dân mạng Trung Quốc được fan dậy sóng vì dòng status của biên kịch Vũ Chính, nhà sản xuất Diên Hy công lược và bình luận của Nhĩ Tình Tô Thanh. Chuyện là Vũ Chính đăng một dòng trạng thái than vãn việc phải viết thêm 30 tập kịch bản nữa. Kèm theo đó là bức ảnh Hứa Khải và Tô Thanh đang đùa giỡn. Dòng trạng thái vừa được đăng tải không lâu thì cư dân mạng Trung Quốc liền thi nhau vào hỏi thăm biên kịch Vũ Chính, có phải ông đang viết kịch bản phần 2 Diên Hy công lược không? Có một cư dân mạng còn đòi Vũ Chính làm phần 2 dài 80 tập cho thỏa lòng, để fan hâm mộ cặp đôi Phó Hằng Anh Lạc được thỏa ước nguyện thấy hai người bên nhau. Đáp lại, Vũ Chính bảo cư dân mạng hãy chụp ảnh màn hình lại làm bằng chứng rằng ông không hề đùa với fan của cặp đôi Phó Hằng và Anh Lạc. Bình luận này của Vũ Chính đã nhen nhóm hy vọng về phần 2 viên mãn giữa Phó Hằng và Anh Lạc. Ngay cả nàng Nhĩ Tình Tô Thanh cũng góp vui bằng một bình luận với nội dung rằng cô đang lót dép ngồi hóng phần 2 như những fan hâm mộ khác. Mặc dù Diên Hy công lược đã kết thúc từ lâu nhưng bộ phim vẫn chưa hề giảm nhiệt. Bằng chứng là từ khóa Diên Hy công lược 2 đã leo thẳng lên top 1 bảng xếp hạng từ khóa hot nhất Weibo hôm nay. Nhưng có vẻ như niềm vui chưa kịp tay gang thì vị biên kịch làm chiều này đã nhanh tay đính chính lại rằng bộ kịch bản 40 tập mà ông nói tới không phải là kịch bản của Diên Hy công lược phần 2 mà là của một dự án khác. Được biết, kịch bản 40 tập này là của một dự án phim võ hiệp có tên là Vân Hải Ngọc Cung Duyên, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lương Vũ Sinh. Vân Hải Ngọc Cung Duyên từng có một phiên bản trước đó do TVB sản xuất dài 20 tập do Lâm Phong và Diệp Tuyền đóng chính. Sau đó, có rất nhiều cư dân mạng hỏi lại Vũ Chính chuyện phần 2 của Diên Hy công lược là có thật hay không. Vũ Chính cũng có đề cập rằng sẽ có phần 2, chỉ là hiện tại ông vẫn chưa có thời gian để triển khai.